Thưa quý vị, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 diễn biến căng thẳng, phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội và siết chặt hơn nữa các quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay đồng lòng, hãy ở nhà, thực hiện tốt 5K để đẩy lùi dịch bệnh. Sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thông tin về 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Hà Nội, phát hiện chung 7 người dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Đắk Lắk. Em không khỏi bệnh xin quay lại làm ở phòng cấp cứu để trả ơn bác sĩ. Hơn 194.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin Verocell trong ngày 16 tháng 8. Những sự thật về vắc xin COVID-19. Theo báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã ghi nhận 3 bệnh nhân tử vong trên địa bàn, đó là hai bệnh nhân ở quận Đống Đa và một bệnh nhân ở huyện Đan Phượng. Cụ thể như sau, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, sinh năm 1936 ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Bệnh nhân nghi dương tính ngày 30 tháng 7 thuộc chùm liên quan bệnh viện phổi Hà Nội, được chuyển điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 14 tháng 8, bệnh nhân diễn biến nặng tử vong, trần đoán tử vong, sốc mất máu, nhiễm phổi ARDS, COVID-19. Trường hợp 2, bệnh nhân nam, sinh năm 1962, có địa chỉ tại Láng Hạ, quận Đống Đa. Bệnh nhân được ghi nhận dương tính ngày 1 tháng 8, thuộc chùm ca liên quan đến nhà thuốc láng hạ, được chuyển điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Ngày 14 tháng 8, bệnh nhân diễn biến nặng, tử vong. Trần đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi, ARDS, COVID-19. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ sinh năm 1935, địa chỉ tại Văn Miếu, quận Đống Đa. Ghi nhận dương tính ngày 31 tháng 7, thuộc chùm liên quan 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân diễn biến nặng, tử vong. Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến, đến tối ngày 16 tháng 8, các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho 1.117 trường hợp F0, trong đó Bệnh viện Đức Giang 115 ca, Bệnh viện Thanh Nhàn 93 ca, Bệnh viện Hà Đông 75 ca, Bệnh viện Gia Lâm 66 ca, Bệnh viện Đống Đa 15 ca, Bệnh viện Mê Linh 119 ca, Cơ sở Cách ly điều trị Đền Lử 455 ca, Cơ sở điều trị ký túc xá Fenica 28 trường hợp. Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được sáng nay, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR xác định 7 trường hợp ở phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đều dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó ngày 16 tháng 8, ông TQS sinh năm 1968, ngụ thủ khoa Huân, phường Thành Nhất tới bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột để khám bệnh vì thấy mệt mỏi trong người. Tại đây bệnh viện đã xét nghiệm test nhanh thì phát hiện ông S dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc này, ngành y tế đã ngay lập tức phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa các khu vực liên quan, đồng thời lấy mẫu test nhanh cho những người có liên quan thì phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có con gái của ông S. Theo bác sĩ Võ Minh Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày 1 tháng 8 đến nay, các trường hợp nói trên đều đã đi qua rất nhiều nơi. Tất cả những địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được phong tỏa tạm thời, phun khử khuẩn và đưa vào những trường hợp tiếp xúc gần đến khu cách ly tập trung. Bà Lê Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất cho biết, sau khi nắm thông tin về trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, phường đã huy động khoảng 50 người để phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắc đang tiếp tục truy vết, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến chùm ca bệnh này. Sau gần một tháng điều trị Covid-19, anh Kỳ về nhà, hoàn thành thời gian tự cách ly, rồi quay trở lại bệnh viện, xin làm tình nguyện viên hỗ trợ các F0 trong phòng cấp cứu. Vào ngày 2 tháng 8, anh Nguyễn Hồng Kỳ, sinh năm 1987, được xuất viện sau gần một tháng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Giã chiến số 4, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành xong thời gian tự cách ly ở nhà, anh Kỳ lại gói ghém đồ đạc cá nhân, chạy xe từ nhà ở quận Tân Bình về bệnh viện ở huyện Bình Chánh, xin được ở lại làm tình nguyện viên. Tôi về nhà rồi, nhưng cứ nhìn thấy xe 50 chỗ và xe cấp cứu chở người bệnh đi cách ly là lại thấy chạnh lòng, cảm giác thôi thúc muốn làm điều gì đó. Lúc đi tôi cũng không nghĩ gì nhiều, quyết định trong vòng 5 phút. Anh Kỳ cho biết, sáng ngày 16 tháng 8, anh Kỳ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Bệnh viện Giã Chiến số 4. Ban đầu anh được sắp xếp làm vòng ngoài, chủ yếu lo các công việc lạt vặt. Tuy nhiên, qua tiếp xúc và đọc các bài đăng trên mạng xã hội của anh Kỳ, đội ngũ y bác sĩ cảm thấy anh là người có tinh thần rất lạc quan, luôn vui vẻ, nhiệt thành. Mọi người nói tinh thần đó rất cần thiết với các f không trở nặng lúc này và đề xuất đưa tôi vào hỗ trợ trong phòng cấp cứu hồi sức, giúp đỡ những f không nặng phải thở máy. Tôi đồng ý ngay. Anh nói, mỗi ngày anh Kỳ làm việc tại phòng cấp cứu theo các khung giờ khác nhau, thường phụ thuộc vào giờ vận chuyển cơm, 6 giờ, 11 giờ và 17 giờ. Nhiệm vụ chính của tôi là động viên tinh thần, lan tỏa sự lạc quan, năng lượng tích cực cho mọi người bằng những câu chuyện đùa, chuyện tếu thường ngày. Tôi cũng chuyển lương thực vào, hỗ trợ các bệnh nhân nặng đi một mình. Hiện tại anh Kỳ không về nhà mà ở lại bệnh viện. Anh cho biết mình sẽ tiếp tục công việc này cho đến bao giờ dịch bệnh được khống chế hoàn toàn. Tại bệnh viện, tình nguyện viên 35 tuổi được sắp xếp ở chung phòng với các y bác sĩ và điều dưỡng viên. Trong thời gian chữa trị tại đây, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của các y bác sĩ. Nên giờ đây quay trở lại, tôi thật sự muốn giúp đỡ và trả ơn mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh có hai đợt nhận vaccine Verocell của Sinopharm, mỗi đợt 1 triệu liều. Đợt thứ nhất, vào ngày 31 tháng 7 đã kiểm định xong và đang triển khai tiêm ở các quận huyện. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày 16 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm 194.435 liều vaccine Verocell của Sinopharm cho người dân ở 17 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Hiện các quận 5, 11, Phú Nhuận, Cần Giờ đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Các điểm tiêm đều trật tự ổn định. Như vậy từ 22 tháng 7 cho đến 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho 3.783.924 người, tất cả đều an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh có hai đợt nhận vắc xin Verocell của Sinopharm, mỗi đợt 1 triệu liều. Đợt thứ nhất vào ngày 31 tháng 7 đã kiểm định xong và đang triển khai tiêm ở các quận huyện. Đợt thứ hai mới về thành phố Hồ Chí Minh và đang được Bộ Y tế kiểm định. Những ngày tới các địa phương này sẽ giả soát các đối tượng chưa được tiêm mũi 1, sau đó sẽ chờ tiêm mũi 2. Các quận huyện còn lại đang tổ chức tiêm vaccine và chủ động đến từng nhà, từng khu, tạo điều kiện cho người không có điều kiện được đến điểm tiêm chủng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Theo quý vị, Bộ Y tế cho biết đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 283.696 ca mắc COVID-19, trong đó 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tại Việt Nam, vaccine COVID-19 được triển khai tiêm từ ngày 8 tháng 3. Đến nay, gần 14,7 triệu liều đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân. Trong đó, 1,4 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi. Việt Nam hiện có 4 loại vaccine COVID-19 đang được tiêm chủng gồm AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Verocell của Sinopharm. Các loại vaccine phòng COVID-19 đều có hiệu quả cao trong việc bảo vệ bạn khỏi bị mắc bệnh nặng và tử vong do các biến thể do virus gây ra, bao gồm cả biến thể Delta. Tiêm chủng vaccine có thể cứu sống và bảo vệ bạn khỏi nguy cơ mắc bệnh. Bạn vẫn có khả năng mắc COVID-19 sau khi tiêm chủng vaccine, nhưng rất hiếm và các triệu chứng thường nhẹ. Trong một số trường hợp, nếu bạn tiêm mũi vaccine đầu tiên là AstraZeneca, thì có thể tiêm mũi vaccine thứ hai là Pfizer. Tiêm chủng vaccine có thể bảo vệ bạn và những người xung quanh bạn khỏi COVID-19. Sau vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong, Chúng tôi tiếp nhận thêm nhiều phản ánh của người dân về việc bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân, từ chối cả trẻ em và sản phụ sắp sinh. Đã 5 ngày qua, nhưng chị Huỳnh Thị Như Ngọc, quê ở An Giang, tạm trú tại tổ 3 khu phố 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, vẫn chưa hết bức xúc khi con trai là Nguyễn Huỳnh Nhật Huy, 8 tháng tuổi bị sốt cao nhưng không có bệnh viện nào tiếp nhận. Chị Ngọc kể, trước đó vào tối ngày 10 tháng 8, con trai bị sốt cao, hai vợ chồng chị đi xe máy chở con đến các bệnh viện ở thành phố Thủ Dầu Một như Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương, Bệnh viện Đa Khoa Medic, Bệnh viện Đa Khoa Phương Chi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương, nhưng tất cả đều không tiếp nhận. Có nơi nêu lý do không nhận cấp cứu trẻ dưới 5 tuổi vì không có chuyên khoa, chỗ thì đang cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 nên không tiếp nhận bệnh nhân thông thường. Sau cùng chỉ có phòng khám sản phụ Nhi Khoa Sài Gòn tiếp nhận khám cho bé với chẩn đoán sốt xuất huyết. Chị Như Ngọc nghẹn ngào, khi nhìn con thở khó khăn, mặt đỏ bừng thì vô cùng lo sợ cho tính mạng của con mình. Đến các bệnh viện chị khóc lóc van xin nhưng đều bị từ chối. Rất may sau đó đã có chỗ tiếp nhận, khám điều trị cho bé. Nếu không có phòng khám này thì không biết bây giờ sức khỏe của con trai chị Ngọc sẽ ra sao. Trường hợp khác cũng đang ở cửa tử vỡ ối sắp sinh nhưng không được bệnh viện nào tiếp nhận là chị Lý Thị Đa Ghi, 35 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Anh Lý Củn, 32 tuổi, chồng chị Đa Ghi kể, Ngày mùng 6 tháng 8, anh chở vợ chuyển dạ đi sinh, nhưng bệnh viện phòng khám ở thành phố Di An, thành phố Thuận An, nơi thì đóng cửa, nơi thì lắc đầu không nhận. Quá lo lắng, anh chở vợ lên thành phố Thủ Dầu Một để tìm bệnh viện. Đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngay ngã tư địa chất qua đoạn thành phố Thủ Dầu Một, trong lúc đang làm thủ tục qua chốt thì vợ bị vỡ ối. Rất may một nữ cựu chiến binh có kiến thức về y tế đã đỡ đẻ thành công, cứu sống được cả hai mẹ con anh lý củn cho biết lúc đó anh đứng bên ngoài lo sợ không biết tình hình như thế nào nếu hai mẹ con có chuyện gì chắc anh không sống được bà trần thị vàng cựu chiến binh trực chốt ở ngã tư địa chất người đã đỡ đẻ cho chị lý thị đa ghi nhớ lại lúc đó nếu để sản phụ đi qua chốt sẽ rất nguy hiểm vì đã bị vỡ ối vì vậy với một chút kiến thức về y tế bà đã cố gắng hỗ trợ sản phụ sinh con thành công tôi vừa cởi đồ ra thì thấy đầu cháu bé tình trạng đó buộc tôi phải làm thôi lúc đó một tay lôi đầu vịt em bé ra tay còn lại đỡ dưới lưng để đưa em bé ra đem em bé ra thì rất bối rối vì trong tay đang không có gì do đang trực chốt tôi móc nước miếng trong miệng bé ra cho bé khóc nhìn qua mẹ thì thấy đã an toàn bà trần thị vàng kể lại Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thừa nhận, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế đều tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 nên đã quá tải, dẫn đến tình trạng người dân cần trợ giúp y tế nhưng không được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Việc này gây phiền hà, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận bệnh nhân. Cơ sở y tế không tuân thủ các quy định khám chữa bệnh, không tiếp nhận bệnh nhân để xảy ra trường hợp tử vong thì xử lý theo quy định cần thiết chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự theo quy định. Theo người dân hiện nay, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương mới chỉ nằm ở trên giấy tờ. Thực tế, nhiều bệnh viện vẫn không tiếp nhận bệnh nhân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không thể chỉ chăm sóc vào... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không thể chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 mà quên chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Để chống lại đại dịch COVID-19, ngoài việc tiêm phòng vaccine phòng dịch, còn có một loại vaccine đặc biệt trở thành sức mạnh để toàn dân chiến thắng giặc đó chính là vaccine của sự đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau đó cũng là truyền thống tốt đẹp của người dân ta đã được giữ gìn và phát huy đặc biệt là khi tổ quốc gặp nguy nan kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe an toàn qua đại dịch xin kính chào và hẹn gặp lại